Hello anh em nhá, hiện tại đang bán trên size Hyundai HD, anh lên Chaco. Xe Hyundai HD thì hôm nay thì anh ấy bị ăn phở. Đây, bác tài bị hỏng mấy cú này anh em nhá. Hỏng mấy cú này. Đấy, cú này từ bên trong rồi anh em này. Đấy, mấy cú này là cú zin anh em nhá. Đấy, cắm phát là vừa khít luôn này, hàng toàn bộ mô cú vít xịt luôn. Anh lật đến nữa cho cao rộng làm cho nhanh. Anh trai thì thường thường anh em miền Nam là rất hay xử lý. Thường thường anh em miền Nam là rất hay tự xử lý anh em nhé. Đấy, ok cho các bạn. Đây, toàn bộ cút xịn luôn, hàng chính hãng luôn. Toàn bộ cút xịn, hàng chính hãng luôn. Nước anh. Đây, cút trên này. Kéo nước có phì anh nhá. Có cần tô vít không anh? Đây, xe của anh trai miền Nam này. Tô vít, lấy tô vít là anh. Ok anh. Tô vít thì anh, tô vít ạ. Rồi, đây. Và lấy tô vít là 1 này, tô vít là 2 đúng không? Anh lấy tạm T8 nhé, T8 xoáy nhanh hơn. Không cần xoáy cái đó. Tô vít à? Ờ đúng chứ, tiền nó dễ. Thế rồi cái tô vít thì nó lại đang hôm qua làm không biết vứt cái tô vít đâu cơ. À đây đây, tô vít đây. Đây trai, tô vít đây. Đó, hai đầu luôn, rút luôn anh ơi. Đấy, anh em mà mua phụ tùng thì qua ủng hộ mình nhá. Đấy, xe anh trai đây. Hiện tại thì mình vẫn đang làm việc ở 983, chỉ tầm khoảng hơn 1 tháng thôi là mình sẽ phá hủy toàn bộ ở đây, không làm nữa. Về chuyển sang số nhà 110, cách nhà mình là 4 nhà, mong nhận được sự ủng hộ của anh em trên cả nước nhé. Và mình sẽ có 1 tháng bán không lợi nhuận, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Hút nước các thứ ấy, nhà mình nhiều cực các bạn ạ, toàn cút zin luôn, để bao nhiêu năm luôn ấy. Đấy, vừa nhập vừa để đây, các bạn ạ, toàn cút xịn luôn, nhưng mà vấn đề là nó phải vào việc, đúng xe thì các bạn dùng thoải mái luôn, toàn cút xịn anh em ạ. Toàn cút hàng Mobit luôn. Cút này nó mới xịn, bán nhập những cái đồ xịn này để 3-4 năm chả bao giờ vấn đề gì luôn. Chứ còn nhập mấy cái hàng đều để tầm 3-4 tháng để cứng đơ lại luôn. Đây nhìn cút này là cút hàng thường này các bạn này, không có xịn thì nhập thường để cứng đơ luôn. Còn những cái cút xịn các bạn nhìn này, để đến 2 năm vẫn không vấn đề gì luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé.